Thông, như chúng ta cũng đã biết là các quy định và cam kết FSC thì nó tương đối mới đối với các doanh nghiệp cũng như là nông dân Việt Nam. Vậy thì ông có thể thông tin rõ hơn thì tại các cam kết và quy định FSC trong cái UKVFTA thì nó có những cái vấn đề gì mà các doanh nghiệp và cũng như người dân cần phải lưu ý ạ? Như chúng ta đã biết thì Việt Nam đã vào WTO từ năm 2007 đến nay là chúng ta đã tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới là 16 năm. Và chúng ta phải hiểu rằng là khi chúng ta tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới thì trong cái câu chuyện về xuất khẩu nông sản thực phẩm thì chúng ta phải tuân thủ một cái quy định, diễn nôm là một cái quy định của WTO, tức là Hiệp định SPF, tức là Hiệp định về các biện pháp an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong thương mại nông sản. Từ năm 2005 thì Bộ Thủ tướng Chính phủ đã thành lập văn phòng SNS Việt Nam đặt tại Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì là cơ quan đầu mối quốc gia để cung cấp các cái thông tin của thị trường cho các doanh nghiệp kể cả trong nước và nước ngoài trong cái câu chuyện về xuất nhập khẩu. Thông tin bao gồm các cái vấn đề về các cái quy định về an toàn thực phẩm mà các thành viên WTO đang áp dụng, cũng như là các cái việc thay đổi các cái biện pháp này. Nhóm thông tin thứ hai là các cái thông tin về biện pháp kiểm dịch động thực vật. Bình thường thì thực ra là chúng ta đang tiếp xúc với thông tin này nhưng chúng ta không để ý. Ví dụ như là chúng ta xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chẳng hạn, thì cái việc mà kiểm soát sáu cái đối tượng kiểm dịch, con dẹp, con ruồi đục trái đấy, thì đấy là biện pháp SPF. Hoặc là chúng ta xuất khẩu sang EU chẳng hạn, chúng ta bị kiểm soát mức dư lượng, thì đấy là biện pháp SPF. Vì vậy là doanh nghiệp chúng ta phải hiểu được và hiểu đúng các cái biện pháp này để làm sao chúng ta tổ chức sản xuất đáp ứng được yêu cầu của nước nhập khẩu. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thấy rằng là các biện pháp SMN này luôn luôn được thay đổi và cập nhật. Bình quân một năm thì văn phòng SS nhận khoảng 1.000 cái thông báo về thay đổi các biện pháp này từ các thành viên WTO. Và chúng tôi cũng thường xuyên phổ biến đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, các bên liên quan. Tuy nhiên thì tôi chỉ cần lưu ý rằng là các doanh nghiệp chúng ta phải thường xuyên cập nhật các quy định này. Tại vì nếu như chúng ta vi phạm các quy định này thì có thể chúng ta bị thu hồi hàng hóa, bị tiêu hủy, bị trả hàng vì các biện pháp SMS là các biện pháp bắt buộc áp dụng. Đó. Vấn đề thứ hai là cho đến nay thì Việt Nam đã tham gia tới 19 cái hiệp định thương mại tự do. Hiệp định thương mại, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, ví dụ như hiệp định CPTPP, hiệp định thương mại tự do ký với EVFTA, tức là ký giữa Việt Nam và khối EU, hiệp định thương mại tự do ký với khối Anh Quốc là trong cái hội nghị ngày hôm nay, hiệp định RCEP chúng ta ký với khối ASEAN và năm nước là Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand và Trung Quốc, thì tất cả các quy định về SPS đều được quy định trong các cái hiệp định tự do này. Và doanh nghiệp chúng ta khi chúng ta xuất khẩu sang thị trường nào thì cái điều bắt buộc, tôi nhấn mạnh đây là điều bắt buộc, doanh nghiệp phải tuân thủ cái biện pháp SPS, hay nói cách khác tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Và vì vậy thì hàng năm văn phòng SS đều tổ chức hội nghị để phổ biến và cập nhật các cái quy định về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân để chúng ta hiểu được, chúng ta tổ chức sản xuất theo đúng cái yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do. Một vấn đề nữa mà văn phòng SS được Bộ giao với chức năng nhiệm vụ là cơ quan đầu mối minh bạch các thông tin này, thì chúng tôi cũng phối hợp với các cơ quan để đàm phán thống nhất các cái quy định này trước khi để áp dụng vào thực tiễn. Vì theo thông lệ quốc tế thì mỗi một biện pháp SMS này được lấy ý kiến các thành viên WTO là 60 ngày, sau đó mới áp dụng vào thực tiễn. Thì văn phòng SS Việt Nam là cơ quan đầu mối để tổ chức đàm phán với các nước để thống nhất các biện pháp này và đưa vào áp dụng. Và cái nội dung hội thảo ngày hôm nay chúng tôi sẽ cung cấp những cái thông tin, những cái điểm mới trong cái hiệp định UKVFTA và những quy định về SMS của thị trường Anh Quốc cho các doanh nghiệp của Gia Lai để chúng ta nắm được các quy định này và chúng ta sẽ tổ chức sản xuất làm sao đáp ứng đúng được quy định này để tránh chúng ta bị vi phạm, tránh bị trả hàng, tránh bị cảnh báo. Thì đây là cái mong muốn của văn phòng SPF Việt Nam. Thưa ông, để đáp ứng được các cái quy định tại hiệp định FSC mà chúng ta vừa trao đổi thì theo ông, đối với các doanh nghiệp cũng như người sản xuất của khu vực Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng sẽ phải có những cái thay đổi như thế nào trong cái vấn đề sản xuất cũng như là chế biến để mà đảm bảo được các cái quy định FSC để mà đẩy mạnh cái xuất khẩu hàng hóa qua các cái nước châu Âu cũng như là thuộc trong cái khối mà WTO? Tôi cho rằng là việc đầu tiên là doanh nghiệp phải hiểu đúng và cập nhật đầy đủ các quy định về SPS, bao gồm quy định về các biện pháp về quản lý an toàn thực phẩm, quy định về mức dư lượng.
khi mà thị trường có thay đổi mức dư lượng thì lập tức doanh nghiệp chúng ta phải tổ chức sản xuất và kiểm soát rất tốt cái mức dư lượng này. Đây là một điều đặc biệt quan trọng trong thương mại nông sản. Vấn đề thứ hai là khi mà thị trường thay đổi cái đối tượng kiểm dịch, có thể gia tăng đối tượng kiểm dịch hoặc giảm đối tượng kiểm dịch, thì trong quá trình canh tác chúng ta phải kiểm soát tốt cái đối tượng kiểm dịch này. Trong quá trình sơ chế chế biến chúng ta cũng phải kiểm soát tốt cái đối tượng kiểm dịch này, thì chúng ta mới đáp ứng được yêu cầu thị trường. Bởi vì tôi nhắc lại, nếu như chúng ta không đáp ứng được yêu cầu này thì lập tức chúng ta sẽ bị cảnh báo, bị thu hồi, bị tiêu hủy, bị trả hàng. Mặc dù doanh nghiệp bị ảnh hưởng, nhưng theo thông lệ quốc tế thì một doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể kéo theo cả một ngành hàng bị ảnh hưởng, và đặc biệt là ảnh hưởng đến cả uy tín của nông sản Việt Nam. Không, như vậy thì đối với nông sản tại Gia Lai thì ông có những cái vấn đề gì nhận định về cái tiềm lực để mà đẩy mạnh cái xuất khẩu qua các thị trường? Đó cũng là một trong những cái lý do mà tôi nghĩ mà văn phòng SBS chọn Gia Lai để mà tổ chức cái hội thảo ạ. Trong năm 2023 thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã giao văn phòng SBS Việt Nam tổ chức 11 cái hội nghị để phổ biến các quy định này cho các địa phương. Tất nhiên khi lý do để chọn Gia Lai là chúng tôi rất quan tâm đến những mặt hàng của Gia Lai, ví dụ như hạt tiêu, cà phê, một số sản phẩm rau gia vị, mà những sản phẩm này chủ yếu xuất khẩu vào thị trường EU và thị trường Anh Quốc. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn phổ biến, hướng dẫn rất kỹ, đầy đủ các cái thông tin cho các doanh nghiệp của chúng ta nắm được các thông tin này, để tránh cái việc là chúng ta bị vi phạm cái quy định này đối với thị trường Anh Quốc nói chung và kể cả thị trường EU nói riêng. Vâng, xin cảm ơn ông.